bụi đi đường cái đi đường là bụi vô trong mắt, đi bụi nó cái bụi cho nó mới cũng ấm được. Trò đen có, trò trắng có. Thấy bụi đen hết nhà cửa chứ sao? Rồi mày ngói nó rớt xuống, rồi mày ngói nó rớt xuống. Bên giường đồ có, tủ đồ có hết vậy á, đen hết vậy á. Cứ nghèo quét cũng 4 lần luôn. Ôi trời ơi, sáng dậy là coi như là xong rồi đây coi như là đen hết á vậy. Mà nói chung là đây là đúng cái luồng gió. Sớm bây giờ nói chung là đúng luồng gió, đọc rồi râu. Cũng khổ, bụi đóng râu rồi cũng hư râu hết. Một lần đi viết là bắt đầu điên chung gì hết, không có chịu được. Dạ. Mà đấy con bé nó hút cái gì một cục bịch này trong máu á, cứ một lần là hút một nhánh này. Con viết ra buổi sáng là cứ một ngày là viết là 4 lần. Cái niệm nha mà nó bay vô mà coi như phải viết ra mà ấy luôn mà, cái niệm trong nhà ấy. Đen mất luôn. Mình dính đây hết, nó dính trên rau trên cỏ sáng vậy là coi như đen hết vậy. Nó bay vô nước mình này là mình hồi cơ mình biết mình tắm ấy. Dạ. Là nó ngứa. Dạ. Dù nó vô giếng nữa, nó xuống giếng nữa. Thưa quý vị, đó là những bức xúc của người dân tại thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên về tình trạng tro bụi đang tấn công thị trấn này. Sáng 10 tháng 4, những hàng cây, bờ rào tại thị trấn Củng Sơn vẫn còn bám đầy tro bụi sau nhiều ngày bao trùm cả thị trấn này. Theo ghi nhận của phóng viên báo Thanh Niên, tro bụi phủ kín từ cây cảnh, rau trong vườn và thậm chí tấn công vào trong nhà, buồng ngủ. Một số hộ dân trồng rau muống, mồng tơi để bán cũng bị tro bụi bám vào lá làm rau cũng hư hỏng, khó bán. Nhiều hộ dân dù luôn cửa đóng then cài nhưng vẫn bị tro bụi tấn công, phủ kín cả nền nhà. Trường mầm non 24 tháng 3 nằm giữa trung tâm thị trấn Củng Sơn cũng bị ảnh hưởng rất nặng. Mắt thường mình không thấy được đâu. Này chủ yếu là cái nền nhà. Cái nền nhà là cái cơ bản cái nền nhà là chính xác đúng không? Là nó đen kịt ở dưới cái nền nhà là cô phải quét một bụng vậy là nặng luôn. Còn ở nhà cô á, nếu mà xuống nhà cô quay, cô cũng cho quay luôn. Nó cái thau mà cô chỉ rửa, cô úp hoặc là cô không úp, cô vẫn rửa nữa là nó cũng đen nghịch cái thau luôn. Trong nhà cô là cũng như bếp nút đồ là đồ ăn là bụi đen luôn. Thông tin ban đầu, người dân cho biết nguyên nhân gây tro bụi những ngày qua có thể là do nhà máy điện sinh khối của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp KCP. Ngày 2 tháng 4, khi nhà máy có 100% vốn Ấn Độ này chính thức hòa lưới điện quốc gia giai đoạn 1, thì tro bụi cũng bắt đầu tấn công thị trấn Củng Sơn. Trao đổi với báo Thanh Niên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Hòa, ông Nay Y Blung cũng thừa nhận nguyên nhân gây ra tro bụi là do nhà máy điện sinh khối của KCP. Ủy ban Nhân dân huyện đã làm việc với KCP để xử lý sự cố. Nhà máy đã khắc phục nên tình trạng tro bụi đã giảm. Ông Nay Y Blung cũng cho biết lãnh đạo KCP hứa sẽ khắc phục dứt điểm tình trạng này trong 1-2 ngày tới. Công ty này cũng đã hợp đồng với Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Phú Yên để đo, đánh giá lại môi trường ở xung quanh khu vực nhà máy. Mời quý vị truy cập vào Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.